Thông tin từ báo VOV, lực lượng Ukraine đã tràn vào khu vực Kursk ở phía tây nam nước Nga vào tháng 8 năm 2024. Ở giai đoạn cao trào của chiến dịch xâm nhập, họ chiếm giữ khoảng 804 km2 lãnh thổ của Nga. Moscow đã giành lại một số khu vực nhưng chưa thể đẩy lùi hoàn toàn các lực lượng của đối phương. Trước khi thực hiện chiến dịch đột kích Kursk, các binh sĩ Ukraine chủ yếu chiến đấu trên lãnh thổ nước này, ngoại trừ những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa vào các cơ sở quân sự và nhà máy lọc dầu ở Nga, cũng như cuộc tập kích tại Biển Đen. Mặc dù binh sĩ Ukraine có một số lợi thế nhất định khi chiến đấu ở lãnh thổ của họ, nhưng chiến lược tập trung phòng thủ trong thời gian quá dài đã cản trở khả năng tấn công mạnh mẽ, khiến họ khó đạt được bước đột phá lớn. Bushnet Inshadai dẫn nhận định của các chuyên gia về xung đột cho biết. Ông Michel Bonnet, một chuyên gia về chiến tranh tại tập đoàn AANG cho rằng, lợi thế của Ukraine ở Kursk là họ không phải bảo vệ bất kỳ thành phố hay thị trấn nào trong số đó vì chúng thuộc về Nga. Khi chiến đấu trong nước, quân đội Ukraine đã nỗ lực phòng thủ tại một số thành phố, kiên quyết bám trụ đến cùng và giao chiến với lực lượng Nga cho đến khi họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui. Trận chiến giành Bakhmut là một ví dụ điển hình. Ngoài ra, còn có rất nhiều diễn biến tương tự khi Ukraine tập trung vào bảo vệ vùng lãnh thổ nhất trong khả năng của họ. Cuộc xung đột của Nga-Ukraine chủ yếu diễn ra trên lãnh thổ của một quốc gia, khiến Ukraine gặp bất lợi lớn và làm cho quân đội nước này bị mắc kẹt. Nhưng hiện giờ, tình hình đã thay đổi, ông Michel Bonnet lưu ý. Theo chuyên gia Michel Bonnet, trong vùng Kursk, các binh sĩ Ukraine chỉ cần tận dụng địa hình, tìm cách chiến đấu hiệu quả nhất và sau đó họ có thể rời đi. Ngược lại, họ có thể ở lại nếu cần bảo vệ lực lượng hay thiết bị của mình, theo đuổi một số mục tiêu khác. Điều này không xảy ra khi họ chiến đấu bên trong lãnh thổ Ukraine. Tại Kursk, Ukraine không cần phải lo lắng về những gì xảy ra với lãnh thổ mà họ từ bỏ ở Nga và điều đó cho phép họ tiếp cận cuộc xung đột ở khu vực này theo cách khác. Ông Amakwe nói, đây là lợi thế hoạt động rất lớn đối với người chỉ huy vì họ không phải vạch ra bất kỳ ranh giới nào. Chuyên gia nhấn mạnh, khi lựa chọn nơi phòng thủ ở Ukraine, quân đội nước này không chỉ xem xét địa hình mà còn xem xét vai trò tầm quan trọng cũng như tính biểu tượng của các thành phố, làng mạc vì những nơi đó có công dân Ukraine, in đậm dấu ấn lịch sử đất nước. Báo Dân Trí đưa tin, Anatoly Matvichuk, chuyên gia quân sự và đại tá đã nghỉ hưu, nhận định các lực lượng quân sự Nga đã sử dụng một chiến thuật được gọi là tấn công hệ thống kết hợp. Theo chuyên gia Matvichuk, chiến thuật này còn được gọi là tấn công thác đổ, kết hợp các cuộc tấn công hỏa lực phối hợp theo thời gian và địa điểm với các cuộc tấn công trên bộ nhắm vào hậu phương và hai bên sườn của đối phương. Những chiến thuật như vậy kết hợp các cuộc tấn công nhắm vào hỏa lực, hỗ trợ phòng thủ và hệ thống kiểm soát của đối phương ở hậu phương và hai bên sườn. Chuyên gia có kinh nghiệm trong các hoạt động chiến đấu ở Afghanistan và Syria cho biết. Trước khi dùng đến chiến thuật như vậy, lực lượng Nga đã cố gắng mở các cuộc tấn công trực diện vào đối phương, nhưng cách tiếp cận này dẫn đến nhiều tổn thất về nhân sự. Bây giờ chiến thuật này cho phép quân đội Nga cô lập đối thủ về mặt chiến thuật, sau đó đẩy mạnh hoặc đe dọa đẩy mạnh thành một cuộc bao vây toàn diện, và họ chỉ còn hai lựa chọn, đầu hàng hoặc mất mạng, ông Matvichuk nói thêm. Ông nhắc lại rằng các chiến thuật như vậy đã được sử dụng trong cuộc tấn công vào vùng Vuleda và trong các cuộc tấn công mới nhất ở phía nam Donetsk. Sau khi những bước tiến trên chiến trường mở đường cho việc tiếp cận thành phố Pokrovsk ở phía tây Donetsk, Nga đã dựa vào các chiến thuật như vậy một cách có hệ thống. Cựu đại tá quân đội Nga và là nhà phân tích quân sự dày dạn kinh nghiệm Viktor Litokin cho rằng thuật ngữ tấn công thác đổ có thể ám chỉ nhiều đợt tấn công và bảo vệ vị trí cùng lúc với mỗi đợt di chuyển liên tiếp. Một cuộc tấn công thác đổ không nhất thiết phải là một cuộc tấn công trực diện. Nó có thể bao gồm các cuộc cơ động đánh vào sườn hoặc được thực hiện trên toàn bộ tiền tuyến, chuyên gia Litokin cho biết. Chuyên gia Litovkin cũng xác định những thách thức đáng kể mà lực lượng Ukraine phải đối mặt, bao gồm thiếu đạn dược, nhân lực, hỗ trợ trên không và pháo binh, cũng như không có khả năng tăng cường lực lượng. Ông chỉ ra rằng lực lượng Nga vẫn liên tục tấn công các tuyến đường tiếp tế, khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Ngoài ra, ông cảnh báo nhiều binh lính Ukraine thiếu động lực chiến đấu và không được huấn luyện đầy đủ. Chiến thắng trong cuộc xung đột này là nhờ vào tinh thần chiến đấu của binh lính trên chiến trường. Nếu quân đội Ukraine không còn tinh thần chiến đấu, họ sẽ không thể tiếp tục được nữa, chuyên gia Litovkin kết luận. Trong suốt năm qua, Ukraine đã mất vào tay Nga một loạt thành phố, thị trấn và làng mạc ở khu vực Donbass, miền đông nước này. Điển hình là việc rút quân sau những trận chiến cam go, đôi khi kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm.
Marinka là nơi đầu tiên thất thủ hồi tháng 1, dấu hiệu cho thấy Nga đã lấy lại động lực trên chiến trường. Sau đó là Avdiivka, một thành phố công nghiệp nơi binh sĩ Ukraine ẩn náu trong một mê cung dày đặc gồm các chiến hào và hầm trú ẩn. Gần đây nhất, tuần qua, Ukraine đã rút lui khỏi Vuhledar, một thị trấn khai thác mỏ nằm trên vùng đất cao, là trụ cột phòng thủ của Ukraine ở phía đông nam. Donbass gồm Lugansk và Donetsk là tâm điểm của trận chiến tiêu hao. Donbass gần phía tây Nga nên Moscow có thể dễ dàng đưa quân, thiết bị và đạn dược tới tiền tuyến ở đó. Khu vực này nằm rải rác với nhiều thị trấn và làng mạc, buộc cả hai bên phải chiến đấu trong đô thị. Tình hình càng trở nên phức tạp hơn khi cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk phía tây Nga hồi tháng 8 đã làm cạn kiệt thêm nguồn lực của Kiev, đe dọa khả năng tiến hành rút lui có kiểm soát ở khu vực Donbass mà không khiến tiền tuyến sụp đổ. Sau Fran đưa tin, đêm 31 tháng 10, lực lượng Nga đã phát động cuộc tấn công kết hợp bằng máy bay không người lái và tên lửa vào nhiều cơ sở hạ tầng quân sự, công nghiệp và năng lượng của Ukraine. Các cuộc không kích của Nga được ghi nhận ở các vùng Odessa, Poltava, Sumy, Kharkiv, Kherson, Dnipropetrovsk cũng như thủ đô Kiev của Ukraine. Một loạt vụ nổ vang trời được ghi nhận ở khu vực phía nam Odessa. Chính quyền địa phương đã xác nhận vụ tấn công. Mục tiêu được xác nhận là cây cầu có tầm quan trọng chiến lược ở thị trấn biên giới Zatoka. Đường sắt và đường bộ ở khu vực trên được lực lượng vũ trang Ukraine và quân đội NATO tích cực sử dụng để chuyển vũ khí và thiết bị quân sự từ Romania đến Ukraine. Theo các nguồn tin giám sát, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã phóng ít nhất 6 tên lửa, một trong số đó đã đánh trúng đường dây điện địa phương. Hậu quả của vụ tấn công là cây cầu bị hư hại và giao thông trên đường sắt bị gián đoạn, nhưng quân đội Ukraine có thể tiếp tục chuyển vũ khí của NATO qua cây cầu này sau khi sửa chữa. Cây cầu là một mục tiêu quan trọng thường lọt tầm ngắm của Nga kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine bắt đầu. Trước đó, tối 30 tháng 10, các cuộc không kích của Nga đã được ghi nhận tại cảng Chernomorsk. Trong khi đó, căn cứ quân sự của vệ binh quốc gia Ukraine đã bị Nga tấn công ở Kiev. Các tòa nhà bị hư hại và lực lượng vũ trang Ukraine được cho là chịu tổn thất nặng nề về nhân lực. Một làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái của Nga đã được thực hiện nhằm vào máy lọc dầu Kremenchuk ở vùng Poltava. Hậu quả của cuộc tấn công là các thiết bị chính, bao gồm các cột chỉnh lưu, đã bị hư hại. Quân đội Ukraine có nguy cơ phải tạm thời đóng cửa hoặc giảm công suất của nhà máy và gián đoạn sản xuất các sản phẩm dầu mỏ, bao gồm xăng và nhiên liệu hàng không. Điều này sẽ làm giảm nguồn cung cấp nhiên liệu. Một cuộc tấn công khác của Nga đã làm gián đoạn nguồn cung cấp máy bay không người lái FPV cho quân đội Ukraine. Máy bay không người lái Kamikaze của Nga đã phá hủy các xưởng sản xuất của Kiev tại thị trấn Vernetneprov ở vùng Dnepropetrovsk. Các khu vực Kharkiv và Kherson cũng như khu vực biên giới Sumy cũng bị Nga tấn công liên tục. Nhiều căn cứ quân sự, kho đạn dược và kho nhiên liệu của Ukraine đã bị phá hủy. Các nguồn tin giám sát của Nga xác nhận một số điểm triển khai của lực lượng Ukraine ở Severs, Slavyansk, Donetskoye, Mykolaivka, Ukakli đã bị phá hủy. Ít nhất hai trong số đó được triển khai trong một trường học và một bệnh viện, những điểm khác ẩn giấu trong các cơ sở công nghiệp. Theo ước tính sơ bộ, quân đội Ukraine đã mất tới 130 quân nhân, trong đó có hơn một chục sĩ quan. Các cuộc tấn công bằng tên lửa chính xác đã phá hủy căn cứ sửa chữa của Ukraine ở Kramatorsk, nơi các lực lượng Ukraine sử dụng thiết bị quân sự do Đức và Ý cung cấp. Các kho đạn dược lớn của lực lượng Ukraine cũng bị phá hủy ở một số khu định cư, bao gồm Romanovka, Donetskoye, Ivanovka. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 31 tháng 10 cho biết, trong 24 giờ qua, nhóm tác chiến phía Bắc đã ngăn chặn nỗ lực vượt qua biên giới quốc gia của Ukraine ở vùng Kursk, đẩy lùi 4 đợt phản công của đối phương và tiếp tục các đợt tấn công mới. Cụ thể, các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công. Trong đó, họ đánh bại các đội hình của lữ đoàn cơ giới 22, 41 và 115, xe tăng 17, các lữ đoàn xung kích đường không 82 và 95, lữ đoàn 1 thủy quân lục chiến số 36, lãnh thổ 103, 112 và 129 của quân đội Ukraine. Các lữ đoàn phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine trong các khu vực định cư Darino, Nizhny Klin, Nikolavo, Darino, Novoy Vanovka và Plekhovo cũng đã bị đánh bại. Nhóm tác chiến phía Bắc đã đẩy lùi 4 cuộc phản công của Ukraine theo hướng các khu định cư Darino, Novoy Vanovka và Plekhovo. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng vượt qua biên giới bang Nga theo hướng giải quyết Novi Put nhưng đã bị ngăn chặn.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, các lực lượng hàng không, pháo binh và tên lửa Nga tiếp tục đánh bại lực lượng tập trung nhân lực và trang thiết bị của 14 lữ đoàn Ukraine ở vùng Kursk, cũng như các khu dự bị và tập trung của đối phương ở vùng Sumy. Thủy quân lục chiến của hạm đội Biển Đen đã phá hủy các xe bọc thép của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực biên giới Kursk. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, nhờ sự hoạt động tích cực của thủy quân lục chiến, Ukraine mỗi ngày bị tổn thất nhiều hơn và buộc phải rút lui ở một số khu vực. Trong khi đó, phi hành đoàn máy bay ném bom chiến đấu Su-34 đã phá hủy thành trì của lực lượng vũ trang Ukraine bằng cách sử dụng bom trên không với mô đun điều chỉnh ở khu vực biên giới của vùng Kursk. Bộ này nêu rõ phi hành đoàn đã nhận được xác nhận từ tình báo rằng thành trì của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phá hủy, sau đó họ trở về sân bay khởi hành an toàn. Phi hành đoàn máy bay ném bom siêu âm đa chức năng Su-34 của lực lượng hàng không vũ trụ đã tấn công nhân lực và một thành trì của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực biên giới của khu vực Kursk. Trong ngày qua, quân đội Ukraine được cho là đã mất hơn 300 quân, 4 xe bọc thép, 8 khẩu pháo, 4 khẩu súng cối, một trạm radar đa chức năng, radar do Israel sản xuất, cũng như 9 phương tiện cơ giới ở vùng Kursk. Kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk, Bộ Quốc phòng Nga ước tính Ukraine đã mất hơn 28.600 quân nhân, 180 xe tăng, 101 xe chiến đấu bộ binh, 106 xe bọc thép chở quân, 1.059 xe chiến đấu bọc thép, 768 xe cơ giới, 248 khẩu pháo, 40 bệ phóng tên lửa đa nòng, bao gồm 11 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất. Kênh Military Summary đưa tin, tại phía nam Donetsk, quân đội Nga RSAF tiếp tục đột phá về phía Bắc và chiếm thêm các vị trí. Tuy vậy, việc ổn định chiến tuyến vẫn còn một chặng đường dài. Hoạt động cũng gia tăng trở lại theo hướng Kupiansk và RSAF chiếm ngôi làng đầu tiên trên sông Oskin. Các cuộc tấn công tiếp theo diễn ra ở phía nam. Hình ảnh định vị địa lý tại lối vào phía đông Kurakhov cho thấy sự hiện diện của lực lượng Moscow. Xa hơn về phía bắc, RSAF đang có mặt trong trung tâm Kurakhovka, một tuyến đường tiếp tế quan trọng của đối phương đã bị chiếm giữ. Sự thất thủ của thành phố có lẽ sắp xảy ra do tình hình chiến thuật khó khăn của quân đội Ukraine, AFU. Kênh Ridovka xác nhận, lực lượng Moscow tiến vào địa giới thành phố Kurakhov, bắt đầu trấn áp quân đồn trú của đối phương. Trái ngược với những dự đoán rằng Kurakhov sẽ bị bao vây, RSAF lại thực hiện một kế hoạch khác. Các báo cáo cho thấy đội hình tiên phong của họ đã tiến vào trung tâm thành phố và đang phát triển về phía trước dọc theo đại lộ Zaporizhia. Có nhà phân tích cho rằng RSAF không cần thiết phải vội vàng như vậy, đặc biệt là khi lực lượng đồn trú của đối phương ở Kurakhov đã được bổ sung thêm các đơn vị trốn thoát từ Kurakhovka lân cận. Nhưng điều đó không đơn giản như vậy. Bước đột phá này cho thấy quân đội Nga xác định hiện tại là thời điểm tốt nhất để xông lên, hạ gục AFU vốn đang hoảng loạn sau những thất bại liên tiếp và tranh thủ thời gian ít ỏi còn lại trước khi những cơn mưa theo mùa ập đến khiến đường xá lầy lội, gây khó khăn cho tác chiến, thọc sâu bằng bộ binh cơ giới. Theo kênh RIBA, trên mặt trận Kursk, các cuộc giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn tại một số khu vực. Lực lượng tên lửa và không quân chiến thuật Nga đang tiến hành các cuộc tập kích hỏa lực vào các vị trí của AFU sâu trong hậu phương vùng Sumy. Tại quận Gluskovo, tình hình vẫn căng thẳng nhưng ổn định. Không có thông tin mới nào về những thay đổi trong cấu hình của mặt trận sau nỗ lực mới nhất của Kiev nhằm củng cố các vị trí vào tuần trước. Ở quận Korenevo, các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn ở Lyubimivka. Tình hình trong khu vực này bị bao phủ trong sương mù chiến tranh. Gần đây, hầu như không có dữ liệu mới nào từ khu vực này. Về phía quận Sustaha, các cuộc phản công dữ dội của lực lượng Moscow đang diễn ra gần Mikhailivka và Matrinivka. Cường độ giao tranh tổng thể trong khu vực đã tăng nhẹ trong những ngày gần đây. Một số cuộc tấn công của AFU đã bị đẩy lùi tại khu vực Plekhovo. Tại Sumy, lực lượng Moscow thực hiện một loạt cuộc tập kích bằng tên lửa vào thiết bị và khu tập trung quân đối phương. Các vị trí của AFU bị đánh trúng gần hai khu định cư Krapostchina và Ivonzhanske, trong khi đó máy bay chiến thuật Nga phá hủy một sở chỉ huy ở Zuravka. Kênh RIBA đưa tin, lực lượng Moscow đã tấn công tòa nhà Bộ Tổng tham mưu Ukraine tại Kiev bằng UAV. Ngược lại, Ukraine phóng UAV về phía Smolensk, tuy nhiên không thành công, tất cả các mục tiêu đều bị Nga đánh chặn. Về hướng Kupiansk, RSAF đã mở rộng khu vực kiểm soát về phía tây Stemakivka, củng cố vị trí của họ trên một trong những cao điểm tại địa phương. Ở Donetsk, lực lượng Moscow đang phát triển về phía Kurakhov, tiến đến vùng ngoại ô phía Tây. Ngoài ra, phần lớn Kurakhovka đã nằm trong tay Nga. Tại Nam Donetsk, RSAF đã chiếm giữ hầu hết Novokrainka và mở rộng khu vực kiểm soát tại khu vực Bohoy Alenka.
Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 30 tháng 10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết 134 cuộc giao tranh đã diễn ra trong 24 giờ qua. Tình hình vẫn nóng nhất trên hướng Kurakhov và Pokrov. Báo cáo có đoạn, hôm nay Nga phóng tên lửa và tiến hành 58 cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine, sử dụng một tên lửa, 68 bom KAB và 663 UAV. Họ thực hiện hơn 3.800 cuộc tấn công bằng các loại hỏa lực khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng phòng vệ đã bẻ gãy hầu hết các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Sivets, Kramatorsk, Vremovsky, Gulyapoli và Orekhov. Không có cuộc tấn công nào vào Torez, nhưng Nga tiến hành một cuộc không kích vào làng Druzhba. ASU tiếp tục hoạt động trong khu vực Kursk. Đối phương đã cố gắng xuyên thủng hàng phòng thủ của chúng tôi theo hướng Pokrovsk 26 lần. Tại Kurakhov, Nga đã xung phong vào các vị trí của chúng tôi nhưng đều không thành công, báo cáo viết. Các nhà phân tích từ dự án Deep State đã cập nhật bản đồ, lưu ý rằng quân đội Nga đã chiếm thêm 3 khu định cư nữa thuộc khu vực Donetsk. Báo cáo có đoạn, kẻ thù đã chiếm đóng Selidovo, Vishnevo, Zhoryanoi, đồng thời cũng tiến gần Novokrankha, Novodmitrovka và Kurakhovka. Cùng lúc đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng đối phương đã cố gắng xâm nhập vào tuyến phòng thủ theo hướng Pokrovsk, đặc biệt là từ khu vực Selidovo, nhưng đã bị đẩy lùi. Nga tấn công bằng UAV. Ukraine cảnh báo không kích ở một số khu vực. Không quân Ukraine trên Telegram tối 30 tháng 10 đã phát cảnh báo không kích khi phát hiện Nga phóng UAV tấn công vào lãnh thổ. Lúc 18:13, lệnh báo động được phát đi ở Kharkov, Poltava, Dnepropetrovsk. Từ 18:36 đến 22:02, UAV Nga hoạt động ở Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, Dnipro, Zaporizhia, Kirovograd, Kremenchuk, Sumy, Kherson, Chernihiv. Sau nửa đêm, hàng loạt UAV khác của Nga được ghi nhận ở nhiều vùng trên lãnh thổ Ukraine. Ukrainska Pravda đưa tin, tại cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong-un, người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin cho biết Nga sẽ không thể đánh bại Ukraine, bất chấp thực tế là Điện Kremlin đã triển khai hàng nghìn binh sĩ Triều Tiên trên lãnh thổ của mình. Ông Austin nói, hiện có bằng chứng cho thấy Triều Tiên đã cử khoảng 10.000 quân tới huấn luyện ở miền đông nước Nga và một số binh sĩ Triều Tiên này đã tiếp cận Ukraine và chúng tôi thấy rằng họ mặc quân phục của Nga và được cung cấp thiết bị của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, và chúng tôi rất coi trọng vấn đề này, chúng tôi kêu gọi Điện Kremlin thay đổi hướng đi và chúng tôi hoàn toàn hiểu những tác động an ninh đối với cả châu Âu và Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Ông Putin sẽ không giành chiến thắng ở Ukraine, ngay cả khi có thêm sự trợ giúp từ phía Triều Tiên. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 30 tháng 10, Đại sứ Nga Vasily Nebenzia nói, tôi muốn nhấn mạnh rằng sự hợp tác của Nga và Triều Tiên trong quân sự và các lĩnh vực khác là phù hợp và không vi phạm pháp luật quốc tế. Hợp tác này không nhằm chống lại nước thứ ba. Trước đó, giới chức Nga và Triều Tiên cũng đưa ra khẳng định tương tự giữa lúc có thông tin rằng Bình Nhưỡng đưa hàng nghìn quân đến Nga để huấn luyện và có thể triển khai đến vùng Kursk hoặc chiến trường Ukraine. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc phủ nhận việc quân đội Triều Tiên có mặt trên tiền tuyến, đồng thời cáo buộc Mỹ và các đồng minh phát tán thông tin sai lệch. European Pravda đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Bjørn Arild Gram tuyên bố hỗ trợ quân sự bổ sung cho Ukraine liên quan đến việc bảo trì và vận hành máy bay chiến đấu F-16 trong chuyến thăm Odessa vào ngày 29-30 tháng 10. Khoản viện trợ mới lên tới 1,3 tỷ NOK. Tương đương 109 triệu euro sẽ được cung cấp thông qua cơ chế Ramstad của Mỹ. Số tiền này sẽ được sử dụng để mua vũ khí và phụ tùng cho F-16. Chính phủ Na Uy cho biết trong một tuyên bố, với khoản tài trợ này, Na Uy đang góp phần cải thiện khả năng phòng không của Ukraine thông qua hợp tác với các thành viên khác của Liên minh Năng lực Phòng không. Chính phủ Na Uy sẽ chính thức đệ trình những khoản chi phí này trước Quốc hội vào cuối mùa thu để được phê chuẩn. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã ký một biên bản ghi nhớ về hợp tác vật chất. Theo ông Graham, thỏa thuận này sẽ giúp tìm ra giải pháp thay thế để hỗ trợ Ukraine bằng các loại vũ khí không phải từ kho dự trữ của Na Uy. Ngoài ra, các bên cũng nhất trí về sự hỗ trợ của Oslo trong việc cải thiện các dịch vụ y tế và các trung tâm phục hồi chức năng cho binh sĩ Ukraine. Chính phủ Na Uy cho biết, giai đoạn đầu tiên bao gồm tư vấn, đào tạo và cố vấn về điều trị và phục hồi chức năng. Trước đó, Na Uy tuyên bố sẽ chỉ chuyển 6 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Chính phủ Na Uy cũng phân bổ gần 120 triệu euro để thay thế hệ thống Patriot của Romania mà nước này đã chuyển giao cho Kiev.